Xin chào năm trăm anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Một tuần mới lại đến, theo lịch thì hôm nay vẫn là bản tóm tắt nội dung chương tiếp theo đưa chúng ta đến quê hương nhà cách mạng Dragon. Ở cho tới 1100 trước đó, cơ ma cuối cùng cũng phải quy thuận chính quyền để đổi lấy sự sống cho Bonnet. Ông chấp nhận từ bỏ việc gặp cô bé, không được chứng kiến con gái trưởng thành, nhưng miễn Bonnet sống tốt là được. Cơ ma rất tin tưởng nữ hoàng Khoney cùng nhân dân Sobet sẽ chăm sóc cô bé tận tình, đảm bảo đội CP8 không làm hại tới Bonnet. Còn cơ ma ông vừa đi thực thi nhiệm vụ trên danh nghĩa một thất vũ hải, vừa trở về Egghead tiến hành nhiều đợt phẫu thuật cải tạo cơ thể thành người máy. Cả thế giới đều sửng sốt khi một cựu chiến binh cách mạng làm việc cho chính quyền, hơn nữa còn trở thành thất vũ hải, nhưng ít ai biết sự thật đằng sau việc đó ngoại trừ Mandy Dragon. Và trong một lần làm nhiệm vụ, cơ ma đã ghé qua làng Phu Sa, quê hương trùm cách mạng, đồng thời cũng là người bạn mà ông kính trọng nhất. Còn nhớ ở trong tuần 1999, cơ ma đã đi rất nhiều nơi tìm cách chữa bệnh cho Bonnet. Mỗi nơi ông ghé qua đều có những vấn đề riêng và cơ ma đều tự hỏi nếu là Dragon, ông ấy sẽ làm gì? Vậy cơ ma tới quê hương của Dragon để làm cái gì đây? Phải chăng nhiệm vụ mà ông vừa được giao liên quan tới thủ lĩnh quân cách mạng cùng gia đình của Dragon ở Biển Đông? Liệu có quá trùng hợp hay không khi cơ ma nhận được chỉ thị mới khi vừa mới tới đây? Phải chăng ông ấy định bắt Luffy? Câu chuyện đang dần xuất hiện bước ngoặt khó lường. Và ngay bây giờ, anh em hãy subscribe kênh, bấm rung chuông, like các sản phẩm của Chuyện Tổng Hợp, rồi cùng nhau xăm soi chương 1101 mới nhất ngày hôm nay nhé. Chapter 1101 có tiêu đề là Gửi Bonnet. Đây là câu mở đầu trong mỗi lá thư mà cơ ma viết cho con gái. Chương trước thì là tên Cảm ơn con Bonnet. Chương này tiếp tục liên quan tới cô bé. Cơ ma đã giữ đúng lời hứa rằng khi ông khám phá những hòn đảo mới để hai cha con đi du lịch, mỗi nơi ông đều sẽ kể lại cho Bonnet những gì mình gặp. Lần này rất có thể là lá thư cuối cùng, nhưng cơ ma đã gặp được người ông chờ đợi suốt nhiều năm, chính là người sẽ đem ánh bình minh đến cho thế giới trong tương lai không xa, Mankind Luffy. Muốn biết cơ ma đã kể lại những gì cho con gái thì anh em hãy chú ý ngồi ngay ngắn cho tay vào trong quần để theo dõi tới cuối video nha. Như đã biết thì tuần này One Piece sẽ lên trang bìa tạp 900. Trang màu đôi của chương này là Vegapunk và các bản sao của ông ta, gồm Shaka, Lilith, Edison, Pythagore, Atlas và Jock. Nhờ thí nghiệm với cơ ma, Vegapunk đã nghĩ ra phương án tuyệt vời để giải quyết việc thiếu nhân sự. Ông từng ước có 5 người nữa giống mình. Vậy là Punk 01 tới Punk 05 ra đời. Nhưng đồng thời, Vegapunk cũng cảm thấy thời gian cho việc ăn uống, ngủ nghỉ hay thậm chí giải quyết nhu cầu hàng ngày vẫn quá lãng phí. Cho nên ông ta mới tạo ra thêm một bản sao nữa là Punk 06 Jock. Nhờ đó mà 5 bản sao có thể làm việc bất kể ngày đêm, không ăn không ngủ để biến cơ sở nghiên cứu hoang sơ trở thành hòn đảo tương lai như ngày nay. Bắt đầu nội dung cho 1101. Đúng là cơ ma tới vương quốc Goa để tìm kiếm người thân của Mankind Dragon, nhưng có vẻ như nó không liên quan gì tới nhiệm vụ mà ông mới nhận được. Hiện tại vẫn chưa rõ chỉ thị mà tên Sarpopole gửi tới cơ ma là gì, xem ra Oda sẽ giấu chi tiết này thêm một cháp nữa. Còn về chuyện cơ ma bất ngờ xuất hiện ở làng Phu Sa, có liên quan tới thói quen của thủ lĩnh quân cách mạng Dragon. Ivankov không phải là người duy nhất nghi ngờ Dragon để lại gia đình ở Biển Đông, dựa vào thói quen hướng mặt về phía đông khi gió nổi lên của ông. Cơ ma cũng nhận ra Dragon thường xuyên biến mất một cách bí ẩn mỗi khi quân cách mạng tới vương quốc Goa. Họ từng đến đây nhiều lần trong quá khứ, lần cứu người dân ở vùng cực xám hay cứu Sabo được nhắc tới trong manga và còn nhiều lần khác chưa được tiết lộ. Mỗi lần như vậy, Mankind Dragon đều mất tích một thời gian. Tuy ông chưa từng nói vương quốc Hoa là quê hương mình, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra. Ông sống một đời liêm khiết chống lại chính quyền thế giới, nhưng anh Liêm Dragon vẫn không quên cội nguồn. Dù bỏ xứ đi làm cách mạng thì mỗi khi có cơ hội, anh Liêm vẫn tận dụng triệt để đi thăm con trai. Tất nhiên, Luffy và những người khác đều không hề hay biết Dragon không phải là một ông bố tệ như người ta nghĩ, trốn con như Jack, mà vì sự an toàn của Luffy, ông cần tránh gặp mặt hay tiếp xúc. Nếu để kẻ khác phát hiện ra Luffy là con mình, có thể cậu sẽ giống như Ace. Tuy nhiên, cơ ma đã nghi ngờ từ khi ông còn ở trong quân cách mạng, nên ông quyết định tới vương quốc Hoa xem thử. Quả nhiên, tại đây chính là làng Phu Sa, nơi duy nhất không được quốc vương thừa nhận là một phần của đất nước, mà vẫn yên bình hơn hẳn những nơi khác. Bởi vì làng Phu Sa là quê nhà của anh hùng hải quân Mankind Gap, cơ ma đã trở thành thất vũ hải, lại ăn nằm với điệp viên Kizaru suốt hàng năm trời. Dĩ nhiên, ông biết Gap và Dragon là hai cha con. Từ đó, ông suy ra, rất có thể con cái của Dragon được nuôi dưỡng ở đây bởi ai đó. Suy đoán của cơ ma đã đúng, ông đi đến kết luận Luffy là con trai của Mankind Dragon khi nhìn thấy cậu ở làng Phu Sa và đang luyện tập sử dụng trái quỷ Gomu Gomu no Mi của mình. Nhưng cơ ma hoàn toàn không có ý xấu, ông hiểu mình không thể thực hiện lời hứa năm xưa, đó là tiếp tục sát cánh chiến đấu bên cạnh Dragon sau khi Bonnet khỏi bệnh. Vậy nên ông sẽ sát cánh cùng người anh em của mình theo một cách khác, gửi gắm niềm tin, hỗ trợ con trai của người đó. Lúc gặp băng mũ rơm ở Thriller Bark, cơ ma đã khảo nghiệm họ theo phong cách bạo chúa. Ông thể hiện mình là một thất vũ hải tàn ác. Nami sợ đến nỗi đứng không vững khi thấy ông cho Perona bốc hơi. Nhưng thực chất cô nàng được đưa đi du lịch ở một lâu đài ma đúng như mong muốn, và đôi cánh của vua hải tặc tương lai là những người mà cơ ma chọn thực hiện thử thách.
Lúc đó Luffy gần như sắp chết sau khi nhận quá nhiều sát thương. Hết ma nhân oa lại tới Moria, Kuma đã trị thương cho cậu bằng cách đẩy hết đau đớn mệt mỏi ra ngoài. Nhưng khác với mọi lần, ông sẽ không thay lũ nhận lấy nó mà thử thách Zoro và Sanji để xem họ có dám hy sinh vì thuyền trưởng hay không. Cũng là thử xem đồng đội mà Luffy lựa chọn liệu có được như Monkey D. Dragon xây dựng đội quân cách mạng hay không. Và kết quả đã không khiến Kuma phải thất vọng, ông bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cha con họ khi chứng kiến Zoro và Sanji tranh nhau chết thay cho thuyền trưởng. Sanji thì bảo rằng anh chỉ là đầu bếp, vai trò không quan trọng bằng Zoro, nhờ Zoro nhắn lại với mọi người rằng họ hãy tìm một đầu bếp khác. Nhưng Zoro lập tức đánh gục Sanji và tự mình nhận lấy tất cả. Chẳng những dám hy sinh vì thuyền trưởng, mỗi thành viên trong băng còn quan tâm, sẵn sàng liều mạng vì nhau. Cậu ta tìm được những người bạn vô cùng trung thành và tuyệt vời, quả không hổ danh là con trai anh Dragon. Chuyện này vốn dĩ là bí mật mà ngay cả Ivankov cũng không biết, nhưng Kuma đã treo giấu nó và âm thầm giúp đỡ băng bộ rơm. Ngoài xanh tóc đỏ vẫn còn một hải tặc khác luôn theo dõi mọi bước đi của Luffy, người ấy chính là Kuma. Để rồi ông tới tìm vua bóng tối Silver Rayleigh, bàn bạc kế hoạch time skip trước khi Kuma mất đi nhân tính. Ông đã hỗ trợ con trai người đồng chí thân thiết lần cuối. Trở lại vương quốc Sobek, cô bé Bonney vẫn sống trong nhà thờ dưới sự giám sát của CP8. Mọi người vẫn được phép vào thăm cô bé, nhưng bị kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Việc y bác sĩ theo dõi chặt chẽ người tới thăm bệnh như vậy khiến họ nảy sinh nghi ngờ và bắt đầu chú ý tới sự khác thường của nữ y tá Alufa. Nữ hoàng Bonney nghe nói cô ta là đặc vụ của chính phủ thế giới nên bà đã nghĩ ra kế hoạch giúp Bonney trốn khỏi Sobek. Kế hoạch là tận dụng năng lực Toshinomi của Bonney. Bà từng thấy cô bé biến hình trở nên giống hệt mình nên dự định tới thăm Bonney, sau đó để cô bé giả làm mình rồi rời khỏi nhà thơ. Sự việc xảy ra sau một năm kể từ ngày Bonney trở về. Lúc này cô bé đã có thể bước chân ra ngoài, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Ngay khi thoát khỏi nhà thờ sẽ có người tiếp ứng đưa Bonney ra khơi. Có điều họ đã đánh giá thấp năng lực của Alpha. CP8 dù sao vẫn là lực lượng đặc vụ mạnh thứ hai của hải quân, không tính tổ chức CP0. Một trò lừa đơn giản như vậy làm sao có thể qua mắt các đặc vụ dày dặn kinh nghiệm được. Đã vậy, gia đình Alpha còn có truyền thống làm đặc vụ. Ngoài người chị em Khalifa của CP9 nay đã thăng lên CP0, thì trong SBS số 54, Ona còn xác nhận người có tên Lasky từng đến Ohara cùng Spadin, cha của Spandam 24 năm về trước, là bố Khalifa. Như vậy thì cả nhà họ đều làm điệp viên. Hiển nhiên Khalifa và Alpha đã được cha đào tạo rất tốt, được làm đội trưởng của CP8 thì đâu phải là người tầm thường. Tuy ngoại hình giống nhau nhưng một cô bé lần đầu được bước chân ra ngoài trời hiển nhiên vẫn có sự khác thường khi so với người già như nữ hoàng Bonney. Alpha nhanh chóng nhận ra điều đó, đoán ngay Bonney đang cải trang để bỏ trốn, cô ta lập tức xông tới bắt giữ. Nhưng Alpha đã hơi chủ quan khi nghĩ một đứa trẻ không có gì là đáng ngại. Lợi dụng sơ hở này, Bonney đã dùng tuyệt chiêu tương lai méo mó, tưởng tượng mình là Nika rồi đánh bại Alpha. Bonney từng sử dụng chiêu này tấn công tiến sĩ Vegapunk, nó giống với G5 của Luffy khi cậu gồng cơ bắp để quật cái đồ trong dạng rồng. Chiều tương lai méo mó biến Bonney thành phiên bản đa vũ trụ trong tương lai mà cô tưởng tượng ra. Cô có thể là bất kỳ ai, từ nữ hoàng Bonney cho tới thần mặt trời Nika, một loại sức mạnh phụ thuộc nhiều vào trí tưởng tượng. Và chẳng ai có trí tưởng tượng phong phú hơn một đứa trẻ lớn lên trong bốn bức tường. Nó không được tắm nắng, ngắm trăng, đi du lịch vẫn luôn là ước mơ của nó. Thế giới trong mắt nó là lời kể của cha, nó tự tưởng tượng ra mọi thứ và nó chính là Bonney. Cô bé từng nghe Kuma kể về thần mật trời Nika, Bonney cũng tin một ngày nào đó Nika sẽ giải phóng mình. Và cô bé cũng như cha muốn trở thành người giống như Nika. 3 năm trước, Nika đã xuất hiện tại Sobek, nhưng mà là Nika Soppy do Bonney biến thành. Mình đang rất mong chờ được thấy tạo hình của Nika ở chương này, chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị đây. Thông tin cuối cùng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, đó là tuần sau không có chương mới. Cuối bản spoiler, người đưa tin là Scott Informer còn cho biết thêm, hồi tưởng vẫn tiếp tục và chapter 1102 sẽ là chương truyện cuối cùng trong năm 2023. Chúng ta sẽ biết nội dung của chương 1102 và 1103 cũng như One Piece trong năm 2024 có gì tại sự kiện Jump Festa diễn ra vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Hãy chú ý theo dõi nó nhé. Xem ra Oda đang muốn khép lại năm 2023 này bằng hồi tưởng của Kuma. Chapter 1102 vừa là chương cuối cùng trong năm, đồng thời là chương hồi tưởng cuối về quá khứ của Kuma. Arc S sẽ trở lại vào đầu năm mới. Những lúc này, sự kiện Jump Festa mới là điều đáng quan tâm nhất. Hãy cùng chờ tới ngày 17 tháng 12 nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Mình sẽ cập nhật ngay khi có thêm thông tin mới. Nếu thấy video này hay, đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.